Luận Đại Trí Độ, quyển 37, phẩm thứ 3, tiếp theo, tập tương ưng. Tiếp theo, kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với quá khứ hợp, chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với hiện tại hợp, cũng chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với vị lai hợp. Vì sao? Vì cả ba đời đều chẳng thể thấy được, bất khả kiến, huống nữa là hợp với Tát Bà Nhã. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã, tức nhất thiết chủng trí cùng với quá khứ hợp. Vì sao? Vì quá khứ là hư vọng, mà Tát Bà Nhã là thật pháp. Quá khứ là tướng sanh diệt, mà Tát Bà Nhã chẳng phải là tướng sanh diệt. Tầm cầu quá khứ đã là chẳng thể được, bất khả đắc rồi, nên quá khứ chẳng sao có thể hợp với Tát Bà Nhã được. Lại nữa, Phật đã nói các nhân duyên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có quá khứ, huống nữa là quá khứ hợp với Tát Bà Nhã. Đối với các đời hiện tại và vị lai cũng là như vậy. Phàm phu do tâm vọng chấp mà điên đảo chia thời gian ra làm ba đời, nhưng nghĩa của thời gian chỉ có một, vì thời gian là bất khả đắc. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là chân trí huệ của chư Phật ở cả ba đời trong khắp mười phương. Bởi vậy nên Tát Bà Nhã chẳng thể hợp với ba đời, ví như kim cương chẳng đồng tướng với cặn bã thiết được. Hỏi: Trong mục tùy hỷ công đức có nói đến sự việc Bồ Tát niệm chư Phật trong ba đời. Lại, Tát Bà Nhã là trí huệ bình đẳng, là công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như vậy vì sao lại nói ba đời chẳng thể hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Người còn tâm chấp mà niệm Tát Bà Nhã thì chẳng có thể gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Ví như món ăn ngon mà có lẫn chất tạp, có thể làm hại người. Người không biết lúc ban đầu ăn nhầm vào cũng có thể hưởng hương vị thơm ngon, nhưng về sau sẽ bị chất độc gây nguy hại đến tính mạng. Nếu còn phân biệt ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp là còn chấp tướng, trái lại nếu chẳng còn tâm chấp tướng nữa thì sẽ chẳng thấy ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp. Hỏi: Nếu Bồ Tát có niệm ở đời sau sẽ được thành Phật thì cũng đã niệm đời sau sẽ được Tát Bà Nhã rồi, như vậy vì sao lại nói ba đời chẳng có hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Tát Bà Nhã là trí huệ siêu xuất cả ba đời, là rốt ráo thanh tịnh. Nếu người tu hành mà ước tưởng phân biệt rằng ta sẽ được Tát Bà Nhã thì cũng chỉ như người thế gian ước tưởng phân biệt về các sự việc có thể được hữu sở đắc trong tương lai. Thế nhưng nay các sự việc đó chưa sanh, thời tiết chưa đến, các nhân duyên chưa hội đủ nên là chưa có, thì làm sao có thể hợp được? Ví như người nghe nói ngày mai mình sẽ được ăn ngon thì ngày hôm nay chỉ ước tưởng đến thức ăn ngon đó mà chưa thể ăn được. Cũng lại ví như có một đệ tử của ngài Maha Kachinzien nói với một vị trưởng giả rằng: Ông hãy thu dọn nhà cửa cho thật trang nghiêm đi, khi tôi thành Phật tôi sẽ đến nhà ông để hóa độ cho ông. Nói như vậy là chẳng có tương ưng. Hỏi: Có rất nhiều pháp, như vậy sao chỉ nói đến Tát Bà Nhã? Đáp: Vì Tát Bà Nhã là chỗ quy thú của Bồ Tát. Bồ Tát trải qua nhiều đời chỉ nhất tâm tu hành cầu Tát Bà Nhã. Hỏi: Vì sao Bồ Tát chẳng có tầm cầu nơi các pháp hữu vi và các pháp vô vi? Đáp: Trong quá trình tu tập, Bồ Tát phải tầm cầu hết thảy các pháp mới hy vào được Tát Bà Nhã. Ở các phẩm trước đã có nói rõ. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc cùng với Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thọ tưởng hành thức cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì nắp ấm chẳng thể thấy được, bất khả kiến.